xin chào tạm biệt, chúng ta cùng quay trở lại tại sông Rotterdam để theo dõi những lượt trận ngày thi đấu thứ hai ở khu cổ giải bóng đá S5 xoay quanh tiền tại Việt Nam 2023. Cuộc trận này chúng ta chuẩn bị theo dõi là trận đấu của ca thủ thôn Tiên Phong và thôn Tiên Sơn. Và với ca thủ của Tiên Phong với trang phục sắc xanh và Trần Dũng Thành ở bên phía cánh trái, như vậy là hiệp một của hai đội bóng chính thức được bắt đầu khi mà có những cơn mưa rất lớn, rất nguy hiểm. Đó là một cú đá mà khiến cho thủ thành của ca thủ Tiên Sơn phải đẩy bóng chịu một quả đá phạt. Tuấn Anh rất nguy hiểm. Đó là tình huống mà Tuấn Anh đã ngả người và móc bóng ngay. Số 9 chắc chắn là một vị trí mà các thủ của Quảng ở mùa giải năm nay, các thủ Tiên Phong sẽ phải kỳ vọng rất nhiều. Nguy hiểm! Tỷ số đã mở 1-0 dành cho cao thủ của Tiên Phong. Xin lỗi là cầu thủ Tiên Sơn đã mở điểm. Đó là một tình huống đá cột đài rất tay. Và người đứng cột đài đó là cầu thủ mang treo số 11, đội trưởng là Phú Trường. Ít nhưng chất lượng, đó là điều mà các cầu thủ của Tiên Sơn đang thể hiện. Ở giải xuân tại quê nhà năm vừa rồi thì cầu thủ Tiên Sơn cũng giành chiến thắng với tỷ số 1-3 đôi để giúp cho vô địch. Có vẻ như sẽ có một tình huống đá phạt dành cho cầu thủ của Tiên Phong. Đây sẽ là một vị trí đá phạt mà các cầu thủ của Tiên Phong sẽ có thể được kỳ vọng. Tuấn Anh sẽ là người thực hiện quả đá phạt này dành cho cao thủ Tiên Phong. Tuấn Anh quá thuyết phục với một cú đá rất mạnh, khó có thể tránh khỏi bàn thua. Tỷ số được cân bằng là 1-1 ngay tức khắc. Mặc dù thủ thành của cao thủ Tiên Sơn có thể đoán đúng hướng trong tình huống vừa rồi nhưng vẫn và tấn công rất nhịp nhàng, 2-1 dành cho cao thủ của Tiên Phong. Người ghi bàn đó là cầu thủ Marcel số 18. Tỷ số được nâng lên là 2-1. Và đó là tình huống ghi bàn của Quang Trường. Tuấn Anh có khoảng trống để dứt điểm. Bóng trơn và đó là cú đúp dành cho số 9 Tuấn Anh. Thủ thành của cao thủ Tiên Sơn đã cố gắng để có thể ngăn chặn một bàn thua. Và các đồng đội của anh cũng đã cố gắng để che chắn. Ở tuần trước thì cao thủ Long Trung và cao thủ Trường Thọ cũng ra quân và có bàn thắng dành cho cao thủ của Tiên Sơn. Họ cũng đã rất nỗ lực và lần này ghi bàn đó là Đình Tùng mang treo số 12. Tỷ số được tạm thời rút ngắn còn 2-3 cho cao thủ áo đỏ. Ngoài Đình Tùng thì có vẻ như cũng có một đồng đội khác mang vào. Vẫn có cú đá dành cho Tuấn Anh. Tuy nhiên thì trọng tài sẽ định có lỗi. Vì trời mưa nên trọng tài cũng sẽ cực kỳ khắt khe với những pha can thiệp. Đặc biệt là sân nằm với những pha chuyền bóng vẫn luôn được các trọng tài cân nhắc và phần đa sẽ luôn bị cất còi. Và có bàn thắng dành cho cao thủ Tiên Phong. Tiếp tục là một tình huống ghi bàn để nâng tỷ số lên dưới rộng lên con số 2 bàn thắng đó. Ở lần này là kết quả 4-2. Bật vào hàng rào nhưng kịp đưa sang cánh trái nơi đang có vị trí của số 11 Tuấn Đạt. Thiện Phan sẽ chính thức ra quân nguy hiểm. Bóng hơi chơi với và tìm đến với cua dọc bật ra. Mm.
chọn ở trong đội hình và chơi băng ghế du lịch của họ. Rất nguy hiểm. Bóng chảy cung thành một cách đầy khó chịu. Liệu có cú dứt điểm? Súng AK. Đó là tình huống tốt dành cho súng AK. Tỷ số rút ngắn còn 3-4 dành cho cao thủ của Tiên Sơn. Pha xoay sở và thậm chí là kéo bóng xuống với sát đường biên ngang hơn. Đó là một góc khá hẹp nhưng vẫn có một cú đá treo góc và góc xa để có được bàn thắng của Dũng Laka. Đây là lúc mà cũng không cần phải quá mạo hiểm như vậy thì mà các vị trí vẫn đang được đảm bảo. Như vậy là bàn thắng được công nhận dành cho cao thủ của Tiên Sơn và tỷ số được cân bằng. Đó là Dũng AK. Như vậy là bóng đã có vẻ bật vào vị trí của Dũng AK hay là của cảm ơn những khán giả như Nguyễn Quang Hưng, Đinh Ngọc Hưng. Đây rồi, cao thủ của Tiên Sơn đã vượt lên. Nên nhớ họ đang là nhà đương kim vô địch của giải bóng đá xã nhà. Và nên nhớ rằng ở tại xuân vừa qua thì họ đã từng giành chiến thắng trong trận cầu chung kết 1-0 trước cao thủ Tiên Phong. Ở trong trận đấu ngày hôm nay tại giải bóng đá S5 miền Nam ở mặt sân khác, lực lượng mỏng hơn. Nhưng vừa rồi có một bàn thắng đầy cảm xúc dành cho cao thủ Tiên Sơn. Nó được đưa từ phần sân nhà. Và Dũng AK, anh đã làm tường rất đầy để qua đó dứt điểm rất gọn gàng, tạo ra một bàn thắng rất đẹp. Sức cày của Hoàng Toàn. Vẫn còn! Đó là cú đá của Hoàng Toàn. Xoay sở của Tô Đạt từ cánh phải. Đây là một cùng tình huống mà suýt chút nữa Hoàn Toàn có thể có được bàn thắng. Sẽ là Tô Đạt. Quý âm! Rất gọn gàng. Như vậy lúc này thì tiếng còi cũng đã cất lên. Tiên Sơn đã có 3 điểm một cách xuất sắc ở trong trận đấu này. 3 điểm trọn vẹn với tỷ số giành chiến thắng sát nút 5-4 dành cho các thủ Tiên Sơn. Xin chúc mừng một trận đấu đầy quả cảm, một trận đấu mà họ đã gặp rất nhiều những sự khó khăn ở ngay đầu trận. Nhưng 3 điểm là xứng đáng và điều này lại một lần nữa những cuộc đối đầu của hai đội bóng, Tiên Sơn vẫn là người giành chiến thắng. Thôi chúng ta sẽ hẹn nhau xuân 2024 hoặc có thể sẽ là xa hơn cho vòng đấu tiếp theo mùa giải năm nay. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ tạm chia tay nhau ít phút trước khi đến với trận đấu tiếp theo trong buổi chiều ngày hôm nay giữa cao thủ Long Trung và Tiên Phạt.